Nam Mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể chư quý vị đồng đạo. À, cái này ở trong cái quyển Giác Mê Tâm Kệ, Đức Thầy nói là ai biết tri việc phải cứ làm. Và biết tri đó tức là muốn biết tìm á, biết tìm cái việc phải. Việc phải là cái việc gì? Cái lẽ phải đó là, tức là cái chân lý tuyệt đối đó quý vị, cái chân lý tuyệt đối á, mình làm đúng theo cái chân lý tuyệt đối thì mình, khi mà mình biết được cái chân lý tuyệt đối rồi thì mình cứ làm, mình không có sợ sai nữa, mình không còn sợ sai nữa. Chứ không phải cái này là Đức Thầy nói là theo cái ý nghĩ mình, cái người nào nghĩ làm sao đó là đúng thì làm, không phải như vậy. Cái đây là cái quyển Giác Mê Tâm Kệ, là giác cái tâm mê, để giác ngộ cái tâm mê. Cho nên là cái chỗ này không phải là nói những cái câu đơn giản đâu, đây là cái bài kệ để mà giác ngộ cái tâm mê, chứ không phải là nói cái ý nghĩ riêng của mình đó, mình nghĩ làm sao đó là mình làm như vậy thì không phải. Ở đây Đức Thầy nói cho nó rõ đó, là mình phải biết truy tìm cái lẽ thật đó, tức là cái chân lý tuyệt đối, thì mình làm mình không còn sợ trật nữa, không còn sợ sai nữa. Bởi vì chân lý tuyệt đối nó không có ai đặt ra đó. Mà Phật thì Phật thấy trong cái tự nhiên nó có cái chân, nó có cái lẽ thật đó, Đức Phật mới chỉ dạy cho mình. Thì mình làm là nó đúng à, mình thực hành theo là nó đúng à. Tức là những cái mà tôi cũng vừa chia sẻ vừa vừa rồi đó, thì cái chân lý tuyệt đối nó là cái gì? Nó là cái định luật sanh lão bệnh tử. Cái định luật sanh lão bệnh tử mà ai rơi vào cái cõi ta bà này, dù cái người tu người không tu cũng phải công nhận rằng có cái luật, có cái định luật ấy, mà không ai thoát được, không có một người nào thoát được. Dù cho Đức Phật có lâm phàm mượn cái thân xác ở cái cõi ta bà này rồi, cuối cùng ngài cũng phải bỏ xác, ngài cũng phải bỏ xác để nhập niết bàn thôi. Cho nên nó mới gọi là cái lẽ thật, nó không có từ một ai hết trơn á, thì cái đó nó mới là thật. Cho nên là cái này đó, chúng ta không có phải là vịn vào cái này nói rằng là khi mà chúng ta cãi lý với nhau rồi mà cãi nó không có ngã ngũ thì nói thôi, ai 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 biết gì việc phải cứ làm, mượn cái câu này để mà mình chữa mình là sai rồi. Cái câu này là cái bài kệ quan trọng mà là để chỉ cái con đường giải thoát không à, chứ không phải là nói cái chuyện của thế gian đơn giản đâu. Cho nên là Đức Thầy nói ai, không có bất cứ là một cái người nào mà biết tri được á, cái việc phải đó, thì tức là cái chân lý tuyệt đối đó, thì cứ làm đi, không còn sợ sai nữa. Thì sau sau đó mới biết ai phàm ai thánh. Bởi vì cái người mà làm đúng theo cái chân lý rồi thì sẽ được giải thoát, sẽ thành cái bậc thánh chứ không có còn phàm nữa. Thì cho nên dầu bây giờ ai có cười chê mình á thì mặc kệ, nhưng mà rồi cuối cùng đó, nó có cái đáp số trả lời. Vì thế mà Đức Thầy nói là đại pháp vô vi là chân lý. Cái mục đích của đạo Phật là muốn đem cái chân lý chỉ dạy cho chúng sanh để thấu hiểu, để cho mình trực nhận lại cái bản tâm của mình. Cái tâm mình nó vốn có sẵn là cái tâm thanh tịnh, nhưng mà bị mình tập nhiễm lâu đời rồi cho nên nó bị che mờ cái tâm thanh tịnh ấy. Bây giờ mình quay trở lại để mình tìm được cái chân tâm của mình và mình làm chủ được cái chân tâm mình. Cái đó là cái pháp trọng yếu tối thượng thừa mà Đức Phật cũng muốn truyền đạt cho chúng sanh, ai cũng phải thấu hiểu cái đó để mà thực hành. Thì cái đó gọi là đại pháp, cái pháp lớn nhất đó. Vậy thì ai biết tri việc phải cứ làm, tức là mình tìm hiểu được đúng cái chân lý rồi thì mình cứ làm, không còn sợ sai nữa. Đó, như thế đó, cái câu này nó là như vậy. Thì sau sau đó cái kết quả, sau là cái ngày kết quả của nó đó, thì mới biết ai phàm ai thánh. Thì cái người mà không có thực hành theo cái chân lý đó là sẽ là cái người phàm. Còn cái người thực hành đúng theo chân lý đó để mình tìm được cái con đường giải thoát đó,
khỏi dòng sanh tử luân hồi thì cái người đó là cái bậc thánh. Đó. Thì chúng ta đọc, bởi vì cái bài kệ đó tức là cái sự tóm kết cái những cái điều trọng yếu không à, cho nên Đức Thầy chỉ nói ngắn gọn cô đọng như vậy, mà chúng ta phải nương theo cái từ ngữ này để mà chúng ta để tìm hiểu cho nó thấu đáo. Thì muốn biết được cái này nó phải dùng cái tâm để cảm nhận, cũng như Tử Kỳ mà nghe được cái tiếng đàn của Bá Nha mà biết được cái tâm tâm tư của Bá Nha vậy. Thì cũng như mình hôm nay mình Đức Thầy dạy cho mình mà mình phải thấu hiểu cái lời của Ngài chỉ dạy, Ngài cái ý của Ngài muốn truyền đạt cho mình như thế nào. Thì vậy đó, thì theo tôi thì tôi biết rằng là ai, bất cứ người nào biết được cái chân lý thì cứ làm là nó đúng rồi, nó không có còn cái gì sai nữa, không bao giờ sợ trật. Thì sau cái lúc mình làm nó là cái nhân, sau là cái phần kết quả, thì mới biết ai là cái phàm, ai là thánh. Cái người không làm là cái người đó thì sẽ vẫn phàm, là vẫn hoàn phàm, mà cái người làm thực hành đúng là sẽ là cái người thánh. Thì kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo, thì qua cái có tại vì đồng đạo Phú Thanh hỏi có 2 câu, cho nên là tôi cũng xin chia sẻ ngắn gọn như vậy. Bây giờ xin trả mic lại Đa Quý Sa ha, mời cái vị khác lên có thể đóng góp thêm ha.